Ban tang lễ một lần nữa xin trân trọng kính mời đoàn viếng của cán bộ nhân dân tổ dân phố 1 vào viếng cụ Đoàn Văn Cân. Ban tổ chức lễ tang xin thông báo và đề nghị mọi người trong hội trường chúng ta đứng dậy để ban tổ chức lễ tang tổ chức lễ truy điệu và an táng cụ Đoàn Văn Cân. Lễ truy điệu và an táng cụ Đoàn Văn Cân bắt đầu. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Cân, kính thưa gia đình tăng chủ cùng hai bên nội ngoại và bạn bè quý khách xa gần, kính thưa toàn thể các cụ và bà con nhân dân trong và ngoài tổ dân phố 1, trong khi nhân dân cả nước và nhân dân tổ dân phố 1 nói riêng đang ra sức thi đua lao động, kinh doanh sản xuất để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022 cũng như đang khắc phục và phòng chống đại dịch COVID-19, thì một thông tin đã đến với gia đình cụ bà Trần Thị Minh. Cụ Đoàn Văn Cân sinh ngày 10 tháng 3 năm 1950 tại tỉnh Thanh Hóa, hiện đang thường trú tại tổ dân phố 1, phường Phú Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Do lâm bệnh trọng, cụ đã được gia đình, con cháu và các y bác sĩ bệnh viện C Thái Nguyên tận tình chăm sóc cứu chữa. Nhưng cụ không qua được. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng hồi 13 giờ 7 phút ngày 1 tháng 8 năm 2022. Tức ngày 4 tháng 7 năm Nhâm Dần. Cụ hưởng thọ 73 tuổi. Hôm nay, tại gia đình tăng chủ, đảng, chính quyền, tổ dân phố 1, phường Phú Cò, cùng các đoàn thể chính trị, xã hội và bà con nhân dân, bạn bè, thân hữu gần xa, chúng ta hội tụ tại nơi này để tiễn đưa một công dân mẫu mực, một người hàng xóm hiền lành, phúc hậu, sống đoàn kết, gắn bó với dân làng trong tổ dân phố. Và cũng tại nơi này, chúng ta chứng kiến gia đình tiễn đưa một người ông yêu quý của các con cháu trong gia đình, một người chồng nhất mực thủy chung. Gia tộc họ Đoàn tiễn đưa một người con, một người cháu đức độ thủy chung về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa toàn thể các cụ và bà con, thay mặt và đại diện cho dân chính đảng, tổ dân phố 1 và các đoàn thể, cũng như bà con nhân dân trong tổ dân phố, chúng tôi xin có lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến hai bên nội ngoại, cụ bà Nguyễn Thị Minh. Và để tổ chức lễ truy điệu an táng cụ Đoàn Văn Cân, chúng tôi đã thành lập ban lễ tang gồm các ông bà sau. Một, ông Nguyễn Trọng Điền, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban. Ông Phạm Văn Xưa, trưởng ban công tác mặt trận, phó ban. Ông Nguyễn Minh Châu, chi hội trưởng người cao tuổi, phó ban. Ông Vũ Văn Thường, chi hội trưởng nông dân, ủy viên. Bà Dương Thị Tám, chi hội trưởng phụ nữ, ủy viên. Bà Lê Thị Mai, tổ phó tổ dân phố, ủy viên. Ông Đinh Trọng Cương, chi hội trưởng cựu chiến binh, ủy viên. Ông Đỗ Trung Mai, chi hội trưởng chất độc da cam, ủy viên. Đồng chí Trần Anh Dũng, bí thư đoàn thanh niên, ủy viên. Và sau đây, xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Xưa, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện cho chính quyền các đoàn thể
và bà con nhân dân nên thắp hương viếng cụ Đoàn Văn Căn. Xin trân trọng kính mời ông. Tiếp theo, ban lễ tang xin trân trọng kính mời cụ Nguyễn Minh Châu, chi hội trưởng người cao tuổi nên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời cụ. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Căn, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các vị đại diện cho đảng, chính quyền và các chi hội ban ngành đoàn thể tổ dân phố 1. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên họ nội ngoại, cùng các cụ, các ông, bà, thông gia, liên gia và quý khách tứ phương gần xa. Cụ Đoàn Văn Căn sinh ngày 10 tháng 3, 1950, nguyên quán Hà Lâm, Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra một gia đình bần nông, lúc còn nhỏ được bố mẹ nuôi ăn học. Cụ học hết cấp 2, lớp 7 trên 10. Năm 1969, cụ trưởng thành, thoát ly gia đình, đi học trường dạy nghề công ty xây lắp cơ khí, bộ cơ khí luyện kim, cụ học nghề hàn điện, bình áp lực. Năm 1970, cụ ra trường, chuyển về nhà máy kết cấu thép mồng 1 tháng 5, công ty xây lắp 2. Năm 1974, cụ xây dựng gia đình với bà Trần Thị Minh cùng quê. Ở quê nhà đất chật dân đông, năm 1976, cụ ông đưa cụ bà ra xóm dân sinh, xã Cải Đan, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Những năm đó, quê hương nơi đây, đất rộng, dân thưa, dễ làm ăn, đất lành, chim đậu. Hai cụ an cư lập nghiệp tại đây, thế hệ kế tiếp thế hệ cho đến ngày nay. Nay là tổ dân phố 1, phường Phúc Cỏ, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Hai cụ sống hạnh phúc, sinh thành được 3 người con, 2 gái, 1 trai. Các con của cụ đã trưởng thành và lập gia đình, đều là cán bộ công chức viên chức nhà nước, công việc làm ổn định. Các con của cụ sinh thành được 7 cháu nội ngoại, các cháu ngoan, học giỏi. Cụ là người chịu thương chịu khó, dù ở cương vị nào cụ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cụ là một người thợ hàn tay nghề giỏi. Năm 1990, cụ thi đỗ bậc 7/7. Năm nào cụ cũng được giấy khen của công ty xây lắp 2. Phần thưởng cao quý nhất, cụ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng huy chương kháng chiến hạng nhì. Đã có thành tích trong công cuộc chống Mỹ cứu nước. Đến năm 1993, đủ 5 tháng, cụ được nghỉ chế độ và hưởng lương hưu. Cụ có tay nghề cao, nhà máy hợp đồng làm thêm. Đến năm 2003, do sức khỏe, cụ mới nghỉ về với gia đình cùng cụ bà làm nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt. Cụ thích nhất là trồng cây cảnh, chăn nuôi gà cảnh, chim cảnh, vui lúc tuổi già và tăng thêm thu nhập. 4 tháng nay, cụ mắc bệnh tuổi già, đã được y bác sĩ bệnh viện C cứu chữa. Sự chăm sóc chu đáo của gia đình, cụ đã được các chi hội, ban ngành, đoàn thể, bà con hàng xóm thăm hỏi động viên, nhưng vì tuổi cao sức yếu không qua khỏi, đã tạ thế hồi 13 giờ 7 phút ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm âm lịch, hưởng thọ 73 tuổi. Than ôi, biết sinh tử là hữu mệnh, vẫn biết vòng luân hồi của kiếp trần gian, của quy luật cuộc sống âm dương thế chỗ. Cụ mất đi để lại bao thương tiếc cho gia đình. Thế là từ nay, cụ bà mất đi một cụ ông,
cả cuộc đời hạnh phúc thủy chung. Các con mất đi một người cha mẫu mực, các cháu mất đi một người ông yêu quý. Chi hội người cao tuổi chúng tôi mất đi một hội viên cây cao bóng cả, tuổi cao gương sáng. Tổ dân phố mất đi một công dân hữu ích. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Căn, cả cuộc đời cao niên của cụ cần mẫn yêu đời, tình làng xóm thiết tha, gom góp công lao cho đến lúc tuổi già. 73 niên như bóng đa khổ thụ, vậy mà nay đây sầu đong ủ rũ, cụ đã không còn tin đau đến hôm qua. Vậy mà người sống vẫn vui, bóng cổ thụ mát che con cháu chắt, lo cho mai sau từng nén hương nấm đất, vun đức nhân đàn, con cháu đề huề. Việc tổ tiên công đức phát tâm, thì cụ ơi nơi chín suối yên lòng, về những trưởng thành của con cháu chắt, vành khăn tang kính cẩn tri ân, dâng đến bồng lai một bức khóc văn, để tỏ tấm lòng tri ân tri kỷ. Kính thưa hương hồn cụ Đoàn Văn Căn, tình người nghĩa tử là cao, chỉ ít phút nữa thôi cụ về với tiên tổ, chúng tôi ở lại, cụ có linh thiêng phù hộ độ trì cho gia đình, bà con trong làng ngoài phố, phù hộ cho 107 hội viên người cao tuổi tổ dân phố 1 mạnh khỏe trường thọ. Trong không khí trang nghiêm và thương tiếc, dương âm cách biệt từ đây, vĩnh biệt cụ, cầu mong cụ dưới suối vàng an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ hương hồn cụ lần cuối, kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách thập phương gần xa dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Tiếp theo, ban lễ tang xin trân trọng kính mời đại diện gia đình tang chủ lên có lời đáp từ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cơ quan, kính thưa cơ quan đoàn thể, kính thưa bà con nhân dân, kính thưa bà con hàng xóm láng giềng. Những ngày qua, nhờ có sự giúp đỡ tận tình và chú đáo của quý vị đại biểu, gia đình chúng tôi đã hoàn tất lễ tang cho bố tôi là ông Đoàn Văn Căn. Thay mặt cho gia đình, xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, các cơ quan đoàn thể, đồng nghiệp cùng công tác, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa và chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Lời chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn ban tang lễ, cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành hậu sự cho bố của chúng tôi. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin rất mong được quý vị đại biểu cũng như bà con nhân dân được thông cảm và lượng thứ. Sau khi chồng, cha, ông của chúng tôi mối yên mà đẹp,
Xin mời bà con hàng xóm láng giềng cùng toàn thể quý vị quay trở lại với gia đình, uống nước, dùng bữa cơm trưa và chia buồn cùng toàn thể gia đình. Thay mặt cho gia đình, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Cuối cùng, ban lễ tang đề nghị các anh em đã được phân công nhiệm vụ vào đưa linh cữu cụ Đoàn Văn Căn về nơi yên nghỉ cuối cùng, vào nhận nhiệm vụ. Ban lễ tang cũng xin thông báo, hiện nay gia đình tăng chủ cũng đã chuẩn bị một xe 29 chỗ ngồi. Kính mời bà con nhân dân ra xe để tiễn đưa cụ Căn về nơi an nghỉ cuối cùng. Hiện nay xe 29 chỗ đã đỗ trước cửa nhà ông Ngọc Thịnh. Vậy ban lễ tang thông báo là gia đình đã chuẩn bị một xe 29 chỗ để các cụ và bà con đưa tiễn cụ Căn về nơi an nghỉ cuối cùng.